Rồi, xin chào các bạn nha. Chiều hôm nay mình giao lưu cho các bạn một cái cây mai để ghép cúc lâu năm rồi. Thì đây, cái giống cúc này. Cúc form hoa tròn nha anh em. Đó. Hoa rất đẹp. Đấy, không. Đây, các vật ghép đây. Đây, chỗ đây, một này, hai này. Ghép thì nó liền lại như cái rin luôn rồi. Đấy, không. Đây. Đó, nó liền lại như cái rin này. Không. Đây, cái thoát thân nó đi lên này. Đỡ rỡ đây. Đó. Cái này nuôi trong cái chậu vuông. Một lòng tầm 25 ạ. Ghép gốc sù dạ mi đấy, cây dừa trên mạng bây giờ người ta bắt đầu là bóc phốt nhau những cái phôi nó bị yếu anh em, cho nên là đó anh em muốn mua một cái cây thành phẩm thì mình phải hiểu rằng ở đó là cái nhà vườn người ta là cũng đánh đo rất là nhiều cây mới có được một cái cây thành phẩm nha anh em. Cây thành phẩm mà sống nó khỏe, nó ra bông như thế này và bán cho anh em chứ không phải là cây suy cây yếu nữa, anh em cứ yên tâm mua phôi thì được 50-50 thôi nè. Cây nó để ra bông nó hoàn thiện như thế này thì anh em là tin tưởng tuyệt đối 100% liền đấy. Hoa nào hoa nói form nó đều riết hết anh em. Ghép cúc với lông nha nè, ghép lâu năm rồi nó mưa được cái vớt ghép nó liền như thế này. Đấy. Gốc đơ rỡ đẹp nữa, không bầm gốc. Rồng sắc pháo hả, form cánh hoa nó tròn này, bông rất đẹp, cánh nó thẳng, đơm nhiều lớp nhưng mà cánh nó thẳng, nó đơm bông, nó sáng sáng rất đẹp ha. Rồi, anh em muốn mua cây này và nuôi chơi thì mình giao lưu giá là 750 ngàn nha anh em. 750 ngàn. Giá tại vườn không bao ship nha anh em. Chúng đã nuôi ghép hoàn thiện rồi, coi nó liền lạc như cái rin rồi. Đấy. Rồi, anh em nào thích thì tới vườn thì xem, nếu có ở gần thì tới vườn xem trực tiếp nha anh em. Em nào ở xe thì cứ chứng khoán mình giao cây đi, đem cây nào bán cây đấy, cây khỏe mạnh hoa rồi lọc non rồi nó nằm hiện diện trên cây hết, nở bung hết rồi nha anh em, rụng sắc pháo không, nằm trong chậu vuông khá đẹp, nuôi nó cũng được lâu năm rồi cho nên là nó cũng già mùa rồi. 750 ngàn nha anh em, cây thuần chậu nha, bông rất là rực rỡ, giá tại vườn nha anh em. Rồi xin chào ạ. À.